Đây rồi, bây giờ mình bắt đầu bước ra khỏi sảnh. Royal City thì có một cái sảnh rất là đẹp. Mình sẽ cùng với các bạn đi tham quan cái buổi tối ở đây. Mình ở đây thì đã khá lâu rồi. Và đây là một trong những nơi mà thật sự là cuộc sống cũng khá là êm ả và yên bình so với những cái xô bồ ngoài kia. Vì đó còn có một cái sân rất là rộng. Hôm nay thì mình cùng với các bạn tham quan một cái địa điểm, một cái tiểu cảnh mới rất là đẹp. Đó, đây là quảng trường của Royal City. Buổi tối thì các gia đình sẽ xuống đây. Không chỉ có những cái cư dân ở trong này mà còn có cả những người ở bên ngoài nữa. Bởi vì Hà Nội thì rất là chật chội, và để có được một cái không gian để mà đi dạo chơi hay đi bộ như thế này thì rất là hiếm các bạn nhé. Hiếm lắm đấy. Khu vực này gần ngã tư Sở, đông đúc số 1 luôn. Đấy, đây là một cái cổng. Cái kiến trúc này là cái kiến trúc của châu Âu. Đấy, giống kiểu là kiến trúc của Pháp. Rồi, chúng ta sẽ tham quan cái địa điểm này. Và nếu bạn nào mà trung thu đang tìm một cái chỗ để vui chơi nhá, các bạn có thể tới đây. Chỗ này rất là đẹp. Đây là một cái đèn lồng như là kỷ lục của Việt Nam đấy. Đây rồi. Đó, các bạn có thể thấy rằng là ngay sau khi hoàn thành xong cái tiểu cảnh chào mừng trung thu này thì cực kỳ đông luôn. Đấy, cực kỳ đông, là một nơi vui chơi và giải trí của rất là nhiều người. Các bạn có thấy không ạ? Đây là một con đường. Mình sẽ nhìn tổng quan cái tiểu cảnh này đã. Đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá về cái đèn lồng này. Cái đèn lồng này nó được thiết kế theo dạng là một đài hoa sen. Ở trên nó là một vầng trăng. Các bạn có thể nhìn thấy vầng trăng không ạ? Mình sẽ zoom lại nhá. Rất đẹp với những cái hiệu ứng đèn LED. Các bạn sẽ bất ngờ bởi vì là cái thời gian thi công cái công trình này nhá, nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 ngày thôi. Bởi vì là ở đây là khu của dân cư ấy, người ta cũng hạn chế để ảnh hưởng tới cái cuộc sống của dân cư, nên là thi công rất là nhanh. Thi công rất nhanh. Chi phí để mà thi công những cái công trình như thế này cũng không hề nhỏ đâu. Chúng ta hãy cùng xem một vòng xung quanh cái công trình này. Ở đây thì mình đang dùng chiếc gimbal Osmo 4. Nó đem lại những cái trải nghiệm khá là thú vị các bạn ạ. Mình có thể tự tin hơn khi dùng nó để quay, để xoay. Đấy, mình xoay từ trái sang phải này, phải sang trái này, lật lên này. Đấy, cái sản phẩm này thì rất là khuyến cáo để cho anh em dùng để làm vlog nhé. Trong cái thời kỳ Covid bây giờ thì đang có một cái nghề rất hot. Đó là nghề làm vlog các bạn ạ. Thật sự là nó hot mấy năm nay rồi. Rất nhiều người, có thể nói là từ những cái bà nông dân tới những cái người làm khoa học thì đều có thể trở thành những người rất là nổi tiếng qua những công cụ của video, social video, mạng xã hội video các bạn nhé. Đó, đây là cái điểm nhấn của toàn bộ khu này, đó là cái đèn lồng này, đài hoa sen với một vầng trăng rất là đẹp. Mình đang quay bằng chiếc Mi 10 nhá, mình đang quay chiếc Mi 10. Mi 10 này thì quay rất là đẹp, không phải dạng vừa đâu. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khám phá cái thế giới này. Đằng này thì có một cái trông giống kiểu thế giới thần tiên đấy. Cái này là chắc là hình ảnh ở trên cung trăng đây rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, các gia đình thì đưa con cái vui vẻ ở trong này. Hôm nay thì Hà Nội có một cơn mưa vào lúc chiều tối nên là rất mát mẻ. Và mình sẽ đóng vai là một người đi vào trong đây. Mình sẽ bước vào thế giới thần tiên này. Bắt đầu. Wow, các cháu chơi rất là vui vẻ nhá. Rồi, đây là một cái cổng rất là lãng mạn. Và sau khi cái này hoàn thành thì nó lại tạo ra một điểm nhấn, và rất nhiều mọi người sẽ lại đến đây check in. Đấy là một điểm rất là hay ho ở khu này. Lần này thì làm ngay cái tiểu cảnh này ở trước đài phun nước. Kia là đài phun nước nha. Rồi, mình sẽ đi lên đây. Bậc thang rất là đẹp. Đó, mình sẽ lên đây. Như là bước vào thế giới thần tiên. Đó, đây đúng là cung trăng rồi, nơi có những chú thỏ. Hello thỏ nhá. Đấy, mình đang đi tìm chị Hằng nhưng mà chưa thấy chị Hằng đâu. Không biết là chị Hằng đang ở đâu. Đó, mọi người thì ngồi vui vẻ dưới cây đèn lồng rất là to. Đó, và đằng xa kia là một cái máy bay. Có thể đây là một câu chuyện mà người trái đất của chúng ta
dùng máy bay để mà lên cung trăng để thăm chị Hằng đây. Đó, và cái máy bay này rất là hút khách nha. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp nào. Ây à, chúng ta lại còn có những đẳng cấp về trò chơi mạo hiểm ở đây các bạn ạ. Đây, các bạn hãy nhìn, đây là một trong những trò chơi mạo hiểm mà bé này không chơi. Một bé lại còn dùng cái ô của mình để mà nhảy xuống dưới mới kinh chứ. Ô, tôi đã bị nhận ra bởi vì bạn hàng xóm mà đừng có phá game của chú con ơi. Chú đang làm vlog, chú đang kiếm cơm ấy. Rồi, ta sẽ tiếp tục nào. Đây, Sóc ơi, con cảm thấy ở đây có đẹp không? Không ạ. Trời ơi, sao con trả lời cái câu mà làm đắng lòng bao nhiêu người đấy hả con? Bên này là mái mà con đâu có nói. Ừ, đấy Sóc, con phát biểu cảm nghĩ đi. Vui, cũng được. Thế á, thoải mái không? Cũng thoải mái. Thế à? Nhưng mà hơi đông người. Vui đâu rồi? Vui đâu. Thì phải đông mới vui chứ, còn không đông thì làm sao mà vui được, đúng không? Nhưng mà còn mình vui hơn, mình được chiếm cả cái thế này. Chú ơi, bạn Linh đâu rồi chú? Hả? Linh đâu rồi chú? Linh nha, Linh đang ở trên nhà chơi. Để mai chú cho Linh xuống nha. Vâng. Rồi, chào Sóc. Ai đấy nhỉ? Và bây giờ thì mình lại đi xuống, các bạn nhỏ thì đang rất là thích thú với lại cái trò leo lên leo xuống cầu thang. Rồi, mình sẽ đi theo đường chim bay, hạ cánh thẳng xuống. Rồi, như vậy là mình đã tham quan xong cái khu điểm nhấn ở hôm nay rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tham quan xung quanh đây. Có lẽ là hôm nay sẽ chỉ đặt trọng tâm vào trong đánh giá cái điểm vui vẻ này thôi các bạn nhé. Đánh giá cái điểm đón chào mừng Trung Thu này thôi. Nếu mà các bạn có cơ hội thì các bạn hãy tới cái điểm Royal City tại 72 Nguyễn Trãi nhá. Đấy, đến đây để chụp vài bức ảnh lưu niệm nhỉ. Sau khi bác Vượng bác làm ra cái khu đô thị cao cấp này thì em chào anh, lâu lắm mới gặp anh. Hôm nay cả nhà đang ngồi. Lâu lắm mới gặp anh. Anh khỏe không? Anh nghe điện đi nhá. Vâng. Rồi, mình rất là may mắn để gặp lại một người anh ngày xưa mua của mình con Vega R3 đấy, từ cái thời mình mới mở cửa hàng. Bây giờ vẫn nhớ lại, thật sự là khoảng thời gian đấy là rất là hạnh phúc, bởi vì mình bán điện thoại ấy, thì bán cho ai là nhớ người đấy luôn đấy. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, rất đẹp. Mình đang quay bằng chiếc Xiaomi Mi 10. Các bạn có thể thông qua cái video này có thể ít nhiều đánh giá được cái chất lượng của chiếc camera của Mi 10. Mi 10 thì mình đánh giá là một sản phẩm mà nhỏ nhắn, rất là sang trọng, cầm rất là thích, trông nó trang nhã và nó không bị hầm hố quá. Ngoài cái màn hình có mặt kính cong giống hệt như một chiếc Samsung thì mặt sau của Mi 10 trông khá bình thường. Tuy nhiên là cấu hình rất là khủng khiếp đấy các bạn ạ. Cấu hình gọi là ngang phân, chỉ kém một chút xíu so với Note 20 Ultra mới ra thôi. Đó, đây là khu quảng trường và từ đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất nhé. Royal City nó sẽ gồm 6 cái tòa nhà trung tâm như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Mình chưa quen điều khiển gimbal lắm. Đó, trung tâm nhất ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là R3 nhé. R3. Rồi. Rồi, mình chưa quen dùng gimbal lắm rồi. À, đây rồi. Ok. Đó, chết rồi. Nãy giờ mình thật sự là mình xuống dưới này là vợ mình rủ mình đi uống tàn nưa trà sữa ở Highland Coffee. Thế là mình mải làm blog, mình mải làm video quá, thế vợ mình đâu mất rồi? Đi đâu rồi? Vớ vẩn, thằng nó bắt mất thì bỏ mẹ. Chết giờ. Thôi chào anh em nhé. Lần sau sẽ tiếp tục quay những clip chân thực và chúng ta sẽ đánh giá cái chất lượng camera và chiếc điện thoại mà mình có cơ hội được sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy ủng hộ đi review bằng subscribe và nhấn chuông nhá, để cập nhật những video mới nhất của bên mình. Cảm ơn các bạn nhiều nhá. Đấy, nói thêm một chút thì ở đây có những cái bức tượng rất là đẹp. Bức tượng rất đẹp, chịu nắng chịu mưa. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Bye bye.